Xin kính chào tất cả các bạn nhé, chào mừng các bạn đã đến với video của mình. Thì ở video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái mẹo trị nhiệt miệng. Nhân mình đang bị nhiệt miệng, đau lắm, sọt, nhức, nói cũng đau, ăn cũng đau, làm cái gì cũng thấy bất tiện. Nhân tiện đây mình chia sẻ với các bạn một số các cái mẹo về trị nhiệt miệng nhé, mà mình đã áp dụng rất là hiệu quả. Các bạn cần chú ý đón xem nhé. Cách thứ nhất là các bạn có thể áp dụng là lấy bột sắn dây. Bột sắn dây, cái củ của dây sắn dây các bạn phơi khô và các bạn lấy cái bột của nó hòa với lại nước đun sôi để nguội, mỗi ngày 1 ly thì sẽ có tác dụng rất là nhanh chóng để giảm nhiệt miệng. Cách này có thể điều trị nhiệt miệng tận gốc, không tái phát trở lại. Cách thứ hai mà các bạn có thể dùng đó là dùng 300g củ cải trắng rửa sạch và giã nát. Pha với một ít nước lọc và súc miệng ngày 3-4 lần. Làm như vậy cũng sẽ có tác dụng rất là nhanh. Cách tiếp theo mà các bạn có thể áp dụng là các bạn dùng 2-3 quả khế giã nát rồi đun sôi với một chút nước nguội vừa đủ. Đun sôi với một chút nước vừa đủ để nguội, ngậm nuốt dần trong ngày, sẽ có tác dụng rất là nhanh chóng giảm bớt cơn đau của nhiệt miệng. Cách tiếp theo là các bạn có thể pha nước muối với nước đun sôi để nguội để chúng ta súc miệng hàng ngày. Nước muối có tác dụng diệt khuẩn, cho nên là sẽ giảm cái cơn đau của nhiệt miệng rất là nhanh chóng. Cách tiếp theo là các bạn có thể dùng baking soda. Baking soda là cái chất làm kháng viêm và giảm viêm rất là hiệu quả. Các bạn để pha một ít baking soda vào nước ấm và súc miệng hàng ngày rất là nhanh chóng. Cách tiếp theo là các bạn có thể dùng là mật ong nguyên chất. Các bạn bôi lên cái vết nhiệt miệng đấy và để nguyên trong khoảng vài giờ, và sau đó các bạn súc miệng lại. Mật ong có cái tính kháng khuẩn rất là cao, cho nên là nó sẽ giảm cái tác động của nhiệt miệng. Cách tiếp theo mà các bạn có thể áp dụng cũng rất là hiệu quả là các bạn dùng lấy lá vàng non hoặc lá vàng bánh tẻ một nắm, các bạn rửa sạch đi và cho với nước sạch, các bạn đun sôi nhỏ lửa khoảng 30 phút để cho cái nước, cái chất ở trong lá vàng nó thôi ra, và các bạn để cho nó ấm và nguội, các bạn súc miệng hàng ngày thì nó sẽ rất là nhanh chóng để có thể là giảm cơn đau nhiệt miệng. Cách này mình cũng đã áp dụng và thấy rất là hiệu quả. Tiếp theo mà các bạn có thể áp dụng một cách rất là tức thời, như là giảm ngay cái cơn đau, cơn nóng, hạ hỏa ngay cái nhiệt miệng, đó là các bạn có thể dùng viên đá lạnh nhỏ các bạn cho vào cái vết nhiệt miệng này, các bạn ngậm ở đây một lát thì nó sẽ mát đi và giảm cái đau của nhiệt miệng rất là nhanh. Và một cách cuối cùng mà mình áp dụng thấy là hiệu quả cực kỳ, nhưng mà các bạn phải chịu được đau một chút, đó là các bạn lấy mấy hạt muối, các bạn vạch cái chỗ nhiệt miệng ấy ra, các bạn nhét muối vào đấy, đau một chút, nước mắt chảy ra một lúc thôi, nhưng mà sau đó các bạn sẽ thấy nó cơn đau nhiệt miệng nó dịu đi rất là nhanh và gần như cả ngày nó không đau nữa. Một ngày các bạn chỉ cần làm khoảng 3 lần thôi, 3 lần thì mình cam đoan cho các bạn là sẽ có hiệu quả cực kỳ bất ngờ. Các bạn hãy nhớ áp dụng cách này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn thấy video này hay, hiệu quả, hữu ích, các bạn hãy nhớ tặng mình một like, một đăng ký để nhận được những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.